Hello, xin chào tất cả anh em, chào tất cả mọi người. Chào mừng anh em đến với clip mới nhất của em ngày hôm nay. Đầu tiên kính chúc anh em có một ngày mới thật nhiều niềm vui và nhiều sức khỏe anh em nhé. Anh em đón xem clip của em thì bớt chút thời gian ủng hộ cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh. Cảm ơn anh em, cảm ơn tất cả mọi người đã luôn tin tưởng ủng hộ em nhé. Và buổi chiều ngày hôm nay là em có tuyển được cho anh em hai em xin bóng bộ rất chìa đẹp để chia sẻ cho anh em, mà giá thì cực kỳ hợp lý anh em nhé. Nói chung là anh em học sinh sinh viên đều có thể chơi được, mà bồi là bồi tuyển chọn VIP anh em nhé, chất lượng chứ không phải là hàng kém chất lượng đâu. Đấy, da mỏ cực kỳ tốt, bóng bộ đẹp, màu đá lân, con này thì dáng đứng cao cầu, lông mỏng dài đoàn trường chim anh em nhé. Đấy, bóng bộ thì siêu mẫu luôn anh em nhé. Đấy, em chim số 1 này em cũng sẽ báo giá công khai trên clip cho anh em, nói chung là phí cực kỳ hợp lý. Em chim số 1 này em chia sẻ lại cho anh em với giá là 1,1 triệu anh em nhé, 1,1 triệu, giá cực kỳ hợp lý luôn. Một con chim bộ dài như chảo, yếm đậm, mặt thì cực kỳ gấu, màu đá lân gốc màu dày, lông mỏng tang luôn, to dài, lông mỏng, cánh dài che. Nói chung mẫu chim này anh em về gột chơi hết ý luôn, bóng bộ siêu mẫu rồi, mà giá tiền thì quá là hợp lý cho anh em rồi. Con này mà anh em vào chăm bẵm một thời gian là anh em có thể là cho đi viên vô tư anh em ạ. Nói chung là anh em nuôi khoảng tầm 2-3 tháng này anh em có thể là mang đi treo biên nhẹ nhàng rồi. Thì những con chim bổ em tuyển cho anh em, mẹ anh em yên tâm là cái độ tố chất chuẩn chim, gọi là bẫy đấu và có tố chất anh em nhé, chứ không phải là chim gọi là tạp nham mà em đi nhập về em bán cho anh em đâu, anh em yên tâm là như thế. Nói chung là em sẽ đảm bảo cho anh em là anh em bỏ cái đồng tiền của anh em ra nó xứng đáng, nhận được những gì nó xứng đáng anh em nhé. Giá cực kỳ hợp lý cho anh em, quá ok luôn. Anh em thấy nó dài chưa? Dài cánh gà tre như cánh gác lên cầu rồi, cánh gác cầu luôn. Mà giá tiền thì cực kỳ hợp lý cho anh em, quá hợp lý cho anh em luôn. Đấy, anh em có thể tự thẩm qua trên clip bóng bộ em chim này. Anh em nào kết để em nói thì cứ nhớ máy alo trực tiếp số điện thoại của em nhé. Em thì vẫn có ship đi mọi miền tổ quốc cho anh em. Anh em yên tâm là những con chim em ship đến tay anh em chuẩn chim và khỏe mạnh. Bộ rất chia đẹp anh em nha, quá đẹp luôn. Chim em kiểm tra rất kỹ, không một tật lỗi nhỏ anh em nhé. Và em bán cho anh em này em cũng bảo hành cho anh em một tuần, anh em yên tâm là con chim đi tay anh em là chuẩn chim và không tật lỗi anh em nhé. Đây, và tiếp theo là em số 2 của ngày hôm nay là một em màu tê anh em nhé, màu tê gáy ngựa, đầu vuông đét anh em nhìn kìa. Đấy, màu không khuyết một tí nào, rất dài chim, thái độ đã tốt rồi anh em nhé. Và anh em gọi là chỉ chăm bẵm thêm thôi, thuần hóa thêm thôi. Anh em nhìn quả đầu nó vuông đét luôn, đẹp chưa anh em, quá chất lượng luôn. Đấy, em chim số 2 này thì em cũng báo giá công khai cho anh em luôn. Em chim số 2 này em chia sẻ lại cho anh em với giá là 1,2 triệu anh em nhé, 1,2 triệu. Lông mỏng tang luôn, cao cầu, gáy bằng khượt luôn. Em nhìn quả gáy kìa, khuyết bay luôn, màu tê anh em nhé. Đây là nó còn chưa ra hết bộ đâu ấy, nó ra hết bộ thì cái đầu của nó ấy, cái ngựa nó phồng lên cái sau màu của nó vút bằng khuyết luôn anh em nhé. Đấy, em nhìn bằng chưa, đấy một bé màu tê. Em chia sẻ lại cho anh em với giá là 1,2 triệu. Đấy, anh em nào ưng, em nào thì cứ nhớ mẹ alo trực tiếp số tại của em nhé. Rồi clip em cũng xin kết thúc ở đây, chúc anh em có một ngày thật nhiều niềm vui và nhiều sức khỏe. Hẹn anh em vào clip tiếp theo của em. Chào tất cả anh em, chào tất cả mọi người. Em cũng rất thành cảm ơn anh em, cảm ơn tất cả mọi người đã luôn tin tưởng ủng hộ em.